Vào thời điểm nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, ngai vàng được truyền ngay lập tức cho người thừa kế, thái tử Charles III, nhưng có một số thủ tục ông phải thực hiện để lên ngôi vua. Sau khi nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 sau 70 năm trị vì, thái tử Charles trở thành người kế vị ngai vàng với chương hiệu vua Charles III. Trong những ngày tới, trước mắt vua Charles III phải đối mặt với cả hai thách thức là nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu và lãnh đạo đất nước. Tân vương Charles III bày tỏ lòng kính trọng đối với người mẹ kính yêu của mình trong một tuyên bố, khẳng định sự ra đi của nữ hoàng là khoảnh khắc đau buồn nhất đối với ông và tất cả các thành viên trong gia đình. Nhà vua chia sẻ, chúng tôi vô cùng thương tiếc sự ra đi của một vị quân vương đáng kính và một người mẹ rất mực kính yêu. Sự mất mát này sẽ được cảm nhận sâu sắc trên khắp đất nước, các vương quốc và khối thịnh vượng chung, cũng như rất nhiều người trên khắp thế giới. Nhà vua và vợ ông, hoàng hậu Camilla, hiện đang ở Balmoral, sẽ trở lại London vào ngày 9 tháng 9 và sẽ phát biểu trước công chúng vào cùng ngày. Theo BBC, vào thời điểm nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, ngai vàng được truyền ngay lập tức và không theo nghi lễ cho người thừa kế, thái tử Charles III, con trai nữ hoàng. Nhưng có một số thủ tục ông phải thực hiện để lên ngôi vua. Một trong những hành động đầu tiên của ông sẽ là quyết định có nên trị vì với tư cách là vua Charles hay lấy một tên khác. Và ông sẽ có vương hiệu Charles III, dù có thể chọn bất kỳ tên nào trong số 4 tên và tên đệm của mình, Charles Philip Arthur George. Dù là người thừa kế ngai vàng, nhưng hoàng tử William, con trai ông Charles, sẽ không nghiễm nhiên kế thừa danh hiệu của cha, gọi là hoàng tử xứ Wales. Tuy nhiên, William ngay lập tức kế thừa tước hiệu khác của cha mình, công tước xứ Cornwall. Vợ của hoàng tử William, Catherine, sẽ được gọi là nữ công tước xứ Cornwall. Trong khoảng 24 giờ đầu tiên sau khi nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Charles sẽ chính thức được phong làm vua. Nghi lễ diễn ra tại cung điện St James ở London, trước hội đồng đăng cơ, tổ chức bao gồm các thành viên của hội đồng cơ mật là một nhóm các nghị sĩ cấp cao và nhiều nhân vật lớn khác. Tại cuộc họp này, chủ tịch hội đồng cơ mật công bố việc nữ hoàng Elizabeth băng hà và đọc một bản tuyên ngôn. Theo truyền thống, đây là một loạt các lời cầu nguyện và cam kết khen ngợi vị quân vương trước đó và cam kết ủng hộ vị vua mới. Hội đồng đăng cơ họp lại thường là một ngày sau đó, và lần này nhà vua sẽ tham dự cùng với hội đồng cơ mật. Dù không có màn tuyên thệ khi bắt đầu triều đại của một quốc vương anh nhân, nhà vua mới sẽ có lời tuyên bố thượng đế hãy phù hộ cho quân vương. Tiếng súng chào mừng sẽ được bắn ở công viên Hyder, tháp London và từ các tàu hải quân, và tuyên ngôn công bố Charles là vua sẽ được đọc tại Edinburgh, Cardiff và Belfast. Vì cần có sự chuẩn bị, lễ đăng quang có khả năng không diễn ra sớm sau khi vua Charles III lên ngôi. Thực tế, nữ hoàng Elizabeth II kế vị ngai vàng vào tháng 2 năm 1952, nhưng đến tháng 6 năm 1953 bà mới đăng quang. Trong 900 năm qua, lễ đăng quang đã được tổ chức tại thư viện Westminster, William người chinh phục William the Conqueror, gốc Pháp, là quốc vương Anh đầu tiên được trao vương miện ở đó, và vua Charles III sẽ là người thứ 40. Đây là một buổi lễ của Anh giáo, được cử hành bởi Tổng giám mục Canterbury về giáo chủ Anh giáo. Ở phần cao điểm của buổi lễ, ngài sẽ đặt vương miện lên đầu Charles, một chiếc vương miện bằng vàng nguyên khối, có niên đại từ năm 1661. Ngay sau khi nghe tin nữ hoàng qua đời, mặc dù trời đổ mưa, người dân đã tập trung rất đông tại cung điện Buckingham ở London và đặt hoa tưởng niệm. Cung điện Buckingham treo cờ rủ vào lúc 18:30 và địa phương thông báo chính thức về sự ra đi của nữ hoàng được dán bên ngoài cung điện. Lên ngôi năm 1952, nữ hoàng Elizabeth II chứng kiến những thay đổi xã hội to lớn trong suốt triều đại của mình trải qua thời kỳ hậu chiến. Quá trình chuyển đổi từ đế chế sang khối thịnh vượng chung, kết thúc chiến tranh lạnh, Vương quốc Anh gia nhập Liên minh châu Âu rồi rời đi sau đó. Triều đại của bà trải qua 15 đời thủ tướng, bắt đầu từ ông Winston Churchill, sinh năm 1874, cho đến bà Liz Truss, sinh năm 1975. Nữ hoàng Elizabeth II trở thành vị quân vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh vào năm 2015, khi vượt qua kỷ lục của nữ hoàng Victoria,